Trong những trường hợp cứu hộ cứu nạn khẩn cấp, mọi người hãy gọi điện tới số điện thoại dưới đây. Tổng đài dịch vụ công thành phố 1022 hoặc số điện thoại văn phòng ban chỉ huy các cấp dưới đây. Văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố 02363 626 222. Quận Hải Châu 02363 834 108. Quận Thanh Khê 02363